Chào mọi người. Thì ngay bây giờ là tại Trung An, Củ Chi. Giờ địa phương bây giờ là lúc 16 giờ. Thì mọi người như mọi người cũng đã thấy cái các con đường hiện tại thì rất là trống vắng. Lực lượng chức năng thì hiện tại đã phong tỏa hết tất cả con đường. Bên kia cầu thì cũng đã là bị phong tỏa. Và là hiện tại những người quay phim làm thông tin thì cũng đã bị nghiêm cấm, không có cho thực hiện quay nữa. Như sáng đến giờ thì em cũng đã cập nhật liên tục cái thông tin ở đây, thì những người làm thông tin báo chí thì đều quay tự do, nhưng mà hiện tại là không được quay nữa. Thì không biết diễn biến cái sự việc sắp tới một vài giờ tới thì nó có biến động gì hay không, nhưng mà em thấy cái không khí hiện tại nó rất là căng thẳng. Tất cả mọi cái thông tin thì bây giờ được ngăn chặn, không có cho là lấy thông tin từ khu vực gần nơi xảy ra cái vụ việc. Thì đó, ngay cái ngã ba, ngay cái điểm nóng để đi vào là cái chốt chặn đấy, thì bây giờ là không được tới gần. Em phải đứng từ xa ở đây để mà quay để lấy thông tin lại cho mọi người. Lực lượng chiến sĩ công an thì hiện tại đứng ở phía kia rất là nhiều, rất là đông. Thì cái thông tin mà những người dân ở đây nói thì khả năng sẽ sắp là thực hiện một cái chuyên án gì mới, nên là mới đưa ra cái quyết định như vậy. Đó, mọi người thấy có một chiếc xe đi ngang qua đó, là tức là cái người nhà người ta ở gần đấy thì mới được đi qua thôi, nhưng mà là phải là có giấy tờ của bên phía công an người ta cấp cho một cái giấy gọi là tạm thời đi lại được, những cái nhà mà có thể là đi lại được. Thì đó, mọi người cũng biết được cái tình hình căng thẳng ở đây là nó như thế nào. Bây giờ là hiện tại nó đang diễn ra rất là căng thẳng nhé. Thì những cái thông tin tiếp theo ở đây thì em sẽ cập nhật và gửi tới mọi người. Mọi người hãy cập nhật nhé. Thì nhưng mọi người cũng thấy hiện tại em đứng ở đây thì đang quay lại mọi người. Để các chiến sĩ công an đi vào thì quay lại để cập nhật thông tin cho mọi người được biết tình hình tại cái điểm nóng thì nó như thế nào nhé. Thì như các cái lực lượng chức năng thì đã ra đây và là thông báo, thấy được cái trường hợp mà quay thì sẽ thu hết tất cả các thiết bị quay phim chụp hình, nên là em cũng là quay lại thôi, cũng là cố gắng lấy thông tin để gửi đến mọi người cập nhật. Rồi thì theo như cái thông tin em mới nhận được từ những người cô chủ ở đây, thì khả năng trong một vài giờ tới thì bên đội trinh sát ra một cái chuyên án mới, khả năng sẽ bây giờ đây là cái thông tin thôi mọi người nhé. Thôi em cũng không có nói cái này, tại vì ở lúc cái thông tin mà nó lệch lạc thì bây giờ trên cái mạng xã hội nó là cái thông tin nó rất là loạn, không biết cập nhật như thế nào cả. Nhưng mà em là đứng ngay tại hiện trường đấy thì cũng chưa nhận được cái thông tin gì, chứ đừng có nói là có những người ở đâu đâu nhìn cái thông tin rồi là nói không đúng sự thật. Thì em đang đứng ngay hiện trường lúc 16 giờ cập nhật thông tin và là gửi đến mọi người cái thông tin gọi là chân thực nhất. Những cái thông tin tới một vài giờ tới, nếu như mà có thông tin em sẽ tiếp tục quay và gửi tới mọi người. Đó, mọi người thấy cái khung cảnh lúc xế chiều tại ngã ba Trung An. Ở trên kia là cầu Rạch Kính mọi người nhé. Vì video trước em có quay rồi, nhưng mà hiện tại em cũng không lên đó để quay được nữa. Các lực lượng chức năng thì hiện tại cấm các thiết bị quay phim chụp hình. Em hiện tại quay thì cũng đứng rất là xa để quay, mong đăng để là có cái thông tin để gửi đến mọi người. Hy vọng trong một vài giờ tới sẽ có kỹ thuật thì thông tin về cái vụ việc này, mong rằng nó sẽ sớm kết thúc, trả lại sự bình yên cho người dân ở đây. Người dân ở đây thì cũng đã thức trắng mấy đêm liền lo lắng về vụ việc, thì hiện tại cũng chưa đến hồi kết. Rồi mọi người xem video thấy bổ ích thì hãy nhớ đăng ký kênh để mà đón nhận những video tiếp theo em đăng tải lên tại hiện trường vụ việc mọi người nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn mọi người đã đón xem video.